Hello mọi người, lại là mình đây, Châu Giang nè, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Nhìn tiêu đề của video thì các bạn cũng biết đây sẽ là một video night routine. Và routine dạo gần đây, buổi tối của mình có gì thay đổi và có nhân vật nào đặc biệt xuất hiện. Hãy cùng mình xem hết video này nha. Hôm nay xong việc sớm cho nên mình sẽ đi siêu thị để mua một ít đồ ăn. Từ khi nhà có thêm người, đồ ăn thường xuyên chất đóng trong tủ lạnh và vơi đi nhiều. Đó là một tín hiệu đáng mừng. À, kể cho mọi người nghe nữa là mình đang tập gym á. Đợt này á, là lấy quyết tâm rất là ghê luôn. Có cả PT để mà cùng tập với mình. Nói chung là để thử xem cuộc sống streamer của mình sẽ có thể cố gắng và giữ vững được cái quyết tâm này được đến bao lâu ha. Hôm nay mình tới Farmer Market mua cá hồi cho mình và thịt ba rọi để cho bạn trẻ ở nhà. Bên đây quầy rau hơi ít cho nên là mua một ít thôi. Giờ thì tính tiền và đi về với mình nhé. Trước kia mình không thích ở chỗ nào mà phải qua cầu. Ấy vậy mà khi mà bắt đầu chuyển qua quận 8 ở, tự nhiên cái mình bị mê view của mấy cái cầu á mọi người. Nhất là lúc mà hoàng hôn, view siêu đẹp luôn. Giờ đây về đến nhà có sinh khí hơn tại vì có thêm một người nữa ở trong nhà. Thực ra đối với mình bây giờ thì mình vẫn chưa quen lắm việc là có thêm một thành viên mới. Tại mấy năm nay mình quen ở một mình rồi á, luôn xây dựng một chiếc tổ yên bình và chill hết nấc. Cảm giác là nó hơi cô đơn. Nhưng mà giờ thì cái ổ này có thêm một thành viên mới và mình vẫn đang cố để mà làm quen. Được cái là có thêm người để nhờ vả nè. Lúc này thì mình đang nhờ cậu kia chạy lên văn phòng để lấy hộ mình cái túi tập gym. Tại vì cái túi đó nặng quá cho nên mình để văn phòng. Trong lúc đó thì mình sẽ chịu trách nhiệm dọn nhà và nấu nướng. Nó là dọn nhà nhưng mà dễ cực kỳ luôn. Chỉ cần bật robot hút bụi và để cho em nó tự hút và lau nhà thôi. Robot hút bụi này là của Xiaomi và cái này chắc là cũng quá nổi tiếng rồi. Mọi ngóc ngách trong nhà chẳng cần tốn quá nhiều thời gian, có thể dọn sạch sẽ luôn. Trong lúc đó mình sẽ bắt tay vào sơ chế nguyên liệu để nấu nướng. Mình sẽ cất bớt một ít rau vào tủ lạnh để hôm sau ăn. Hôm nay bữa tối của tụi mình sẽ là bánh tráng cuốn thịt luộc và cá nướng. Vừa nhanh mà vừa đầy đủ chất, lần nào ăn thì cũng no căng. Thêm vào đó là dạo gần đây Sài Gòn nóng nực cực kỳ khó chịu, cho nên những món cuốn chấm như thế này là ăn dễ vào cực kỳ luôn. Thịt luộc thì mình đập thêm một vài tép hành tím, một chút tiêu, muối. Nếu như nhà bạn có mì chính thì cho thêm một ít vào, thịt luộc sẽ ngon hơn, thấm vị hơn. Trong lúc luộc thịt thì mình sẽ nhặt rau luôn. Lúc này thì cậu kia về rồi nè, thôi chẳng giấu nữa ha. Đây là em trai mình á, 2K3. Năm nay mới được đi học offline trở lại cho nên chuyển vào Sài Gòn. Thường thì mình sẽ đi làm từ sáng đến tối và cậu sẽ tự lo liệu ăn uống. Hôm nào chị gái về sớm thì sẽ có lộc ăn vậy thôi. Mình thì không ăn cơm tối cho nên là để nó tự nấu cơm, ăn bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu. Vậy là xong. Bây giờ thì nó sẽ đi tắm, còn mình thì tiếp tục nướng cá. Cá hồi thì ướp rất là đơn giản, chỉ cần một chút tiêu, muối là có thể nướng rồi. Mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu 175 độ C trong vòng 15 đến 20 phút. Còn lại dưa leo và nước chấm nữa. Cơ bản thì là hoàn thành bữa tối rồi đó. Lúc này là mình ướp thêm một ít gà để ngày mai em mình ăn trưa. Gà thả vườn ướp với thật là nhiều nếm. Ném này á, ba mẹ mình trồng ở ngoài vườn ở quê. Lúc mà em mình vào Sài Gòn thì có đem vào một túi. Tại vì ném nhà trồng và cũng còn mới cho nên lúc mà đâm dập ấy thì nó rất là cay mắt luôn. Nhưng mà cái món gà kho ném này á thì nó là ăn cực kỳ ngon và rất là đưa cơm. Mình sẽ cho rất là nhiều ném vào, sau đó thì cho tiêu nè, ớt, muối, hành, mì chính, hạt nêm, nước mắm, một ít dầu ăn nữa, trộn đều nữa là xong. Ướp khoảng 15 phút rồi sau đó kho. Và nếu các bạn có thể cho thêm một ít nước nữa vào ấy, thì nó sẽ kho ngon hơn. Và cái nước này cũng ăn chung với cơm cũng ngon nữa. Nếu nói đến một thiết bị trong nhà mà mình mê mẩn thì chắc là chiếc máy lọc không khí này. Mua ở Sevenet chỉ hơn 3 triệu thôi nhưng mà giúp cho cái môi trường sống trong lành hơn. Hồi mình mới đưa cái máy về á, mình để ý là cái chỉ số của máy là luôn là hơn 100 và máy cũng hoạt động rất là kiểu công suất. Nhưng mà giờ đây á, thì máy luôn duy trì ở cái nước là dưới 10 thôi. Mình nghĩ là cái chỉ số ô nhiễm trong gia đình á, nó được giảm bớt và máy cũng kêu nhẹ nhàng hơn, quạt cũng êm hơn. Bên cạnh đó máy được sử dụng công nghệ Anion giúp kháng được vi khuẩn, virus có trong môi trường, các chất gây ô nhiễm, khử mùi hiệu quả cho không khí thoáng đãng hơn, sạch và trong lành hơn. Thực sự là một giải pháp để mình nâng cao chất lượng sống trong ngôi nhà và gia đình. Còn bây giờ là khoảng thời gian hai chị em mình ăn tối. Mình thì chủ yếu là ăn cá hồi thôi, hạn chế ăn thịt heo. Nhưng mà có một lát cá như thế này, hai chị em có share nhau thì cũng ăn không có hết thật. Mình nấu rồi thì Tùng sẽ là người rửa bát, còn mình thì trong lúc đấy lấy đồ tập của mình ra giặt. Tranh thủ khoe với mọi người vì sao cái túi tập của mình nó lại nặng ịch đến như vậy. Lúc đầu thì chỉ là một ít đồ tập thôi, nhưng mà lên văn phòng thì lại chất thêm nhiều đồ vào nữa. Đây là một chiếc cúc kỷ niệm 5 năm làm việc ở S-channel. Ngẫm lại mới thấy là thời gian trôi qua thật nhanh biết bao. Từ lúc còn lỡ nga lỡ ngớ vào làm fanpage ở S-channel, giờ thì đã có kênh YouTube riêng rồi nè, cũng được xếp vào đối tượng mà gọi là già cả rồi ấy chứ. Cầm chiếc cúp này thực sự cảm giác là bồi hồi, nó như là gói gọn cả thanh xuân của mình lại vậy. Đây một ít bánh mì nguyên cám healthy mình đặt mua ở Micro Porinji. Đây là một cái tiệm bánh mì ở quận 2 mà mình đã có share mọi người trong một số những cái vlog trước đây. Mình dùng để ăn sáng trước khi đi tập, rất là nhiều chất xơ và tốt cho sức khỏe. Còn túi đồ dơ thì mình sẽ lấy ra giặt. Cúp thì đặt ở vị trí nổi bật nhất trong nhà. Giờ thì cùng mình đi tẩy trang và tắm rửa thôi. Sau khi tẩy trang mắt môi thì mình đang dùng dầu tẩy trang của Muji, cũng sắp hết chai rồi, ổn áp và mình rất là recommend mọi người nha. Nếu đi Muji thì các bạn nên mua cái dầu tẩy trang này, dùng ok lắm, nó giống như một bạn đắp của Suasu vậy đó. Hôm nọ thì trong video cuộc sống của nàng độc thân các bạn hỏi về mình cái mặt nạ tạo biển mà mình dùng, cái mặt nạ lột đó mọi người. Thì đây mình đang dùng mặt nạ tạo của Voleon, rất là nổi tiếng trong giới làm đẹp luôn, thường được sử dụng trong các spa. Mà cách sử dụng thì được đơn giản lắm, chỉ cần hòa với một chút nước tạo thành một cái hỗn hợp sền sệt là vừa đủ rồi. Nhưng mà mọi người lưu ý là đừng có để lỏng quá, tại vì khi đắp lên mặt nó rất dễ bị chảy, mất một thời gian thì nó mới khô. Thêm nữa là Voleon này mình không tìm thấy cái brand store của nó ở trên Shopee hay Lazada, cho nên là mình cũng ngại để link cho mọi người. Mình mua đại trên một cái shop thôi và thấy dùng cũng ok. Tuy nhiên đặt link của một shop mà không có phải là chính hãng này cũng không an tâm để mà share cho mọi người lắm. Mặt nạ này thì siêu dễ chịu luôn, mùi thì nó hơi tanh tanh kiểu mùi tảo nhưng mà đắp vào mát lạnh. Em mình bảo là thèm chè cho nên là bây giờ mình sẽ làm một chút tráng miệng cho hai chị em mình. Một hộp xương sáo đen lúc chiều mình mua ở siêu thị. Mình không chắc cái này gọi là xương sâm hay là xương sáo nữa. Nhưng mà món này đúng là cái thứ quà của mùa hè luôn, ăn mát mà không lo mập. Cắt nhỏ những cái viên xương sáo này, sau đó đổ vào ly, cho sữa tươi và nước cốt dừa vào. Còn mình thì mình sẽ thay thế sữa là sữa đậu nành và không uống nước cốt dừa. Vậy là xong, chỉ cần cho thêm vài viên đá lạnh nữa là một ly chè mát lạnh đã hoàn thành. Tiếp đến thì là set up một chút để chiêu buổi tối và một chiếc máy chiếu của Xiaomi Mi Smart Project 2. Em này có thiết kế cực nhỏ gọn mà lắp đặt thì cũng dễ dàng luôn. Chất lượng hình ảnh thì khỏi phải bàn. Bật một chút Love Death and Robots mà cảm giác nhìn và nghe nó sống động chân thực y như ngoài rạp chiếu phim chuyên nghiệp vậy á. Máy thì được trang bị hệ điều hành Android cho nên là dễ dàng sử dụng. Mở YouTube hay là Netflix thì đều được luôn, không nhất thiết là phải kết nối loa. Tại vì đối với mình khi mà mình sử dụng thì chất lượng loa của cái máy chiếu này đã ổn áp rồi, nhờ các công nghệ âm thanh vòng Dolby Audio những cái sản phẩm của Xiaomi mọi người thêm mua ở Sevenet nha, rất là nhiều các sản phẩm và có bảo hành rồi ưu đãi thì nhiều luôn. Mình sẽ để link ở phía phần mô tả nhé. Sau khi lắp xong máy chiếu thì mình sẽ đi rửa mặt và hoàn thành nốt việc skincare. Đây, chai serum vitamin C của Kiehl's mình đã dùng sắp đến những giọt cuối cùng rồi. Mình thấy là nó hợp với da mình, cảm giác là giúp làm sáng và đều màu da khá là tốt. Đây, B5 của La Roche-Posay, một em B5 rất là nổi tiếng rồi đúng không? Và mình không hiểu sao là tại sao dạo gần đây mình mới biết đến em này, cực kỳ dịu nhẹ và healing cho cái làn da đang bị tổn thương luôn. Và nhất là khi mà mình đi nặn mụn về hay là làm những cái động tác mà xâm lấn da mặt thì mình thường dùng cái kem này. Như vậy thì da mình sẽ dịu lại một cách nhanh chóng. Sau khi coi phim xong thì mình sẽ chuẩn bị trước đồ để ngày mai đi tập. Mình chọn tập luyện vào lúc 9 giờ sáng cho nên là bây giờ sẽ chuẩn bị đồ trước để buổi sáng khi mà dậy á, trong khi não còn ngái ngủ thì không mất quá nhiều thời gian để mà lên đồ. Và vẫn còn thời gian để uống cà phê, thư giãn buổi sáng nữa. Mà không hiểu sao á, soạn đồ kiểu gì mà lúc nào cái túi tập gym của mình á cũng luôn đầy ứ ự cơ. Đồ để thay đi làm này, đồ trang điểm, đồ skincare, gội đầu, khăn tắm, vân vân và vân vân. Lâu lâu còn có thêm đôi giày để mà thay nữa cơ. Nói chung là khá là nhiều. Lướt một chút mạng xã hội để cập nhật tình hình YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Và đó chính là routine buổi tối dạo gần đây của mình. Có một chút thay đổi nhẹ nhẹ khi có thêm một thành viên mới, nhưng mình vẫn có đủ thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân, nạp năng lượng cho ngày tiếp theo. Và mình hy vọng là các bạn đã có những giây phút thoải mái khi xem video này, có động lực để tạo ra những routine tốt cho bản thân, nạp năng lượng để khởi đầu ngày mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên kênh của mình nha. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!